khán giả, hôm nay thì chính thức là chương trình ngày xưa lần thứ 35 sẽ lên sàn tập. Và Đình Đoàn rất vui khi chính thức công bố với mọi người về tên của ngày xưa 35, đó chính là cuộc phiêu lưu của thuyền trưởng Sinbad huyền thoại mắt thần. Và lần này một lần nữa chàng thủy thủ Sinbad quay trở lại gặp chúng ta sau cuộc phiêu lưu của ngày xưa thứ 33, thì Sinbad gặp lại và chắc chắn sẽ là một cuộc phiêu lưu mới cũng hấp dẫn và yêu thương không kém. Lần này nhiệm vụ chúng tôi là đến với Ai Cập để tìm kiếm con mắt thần của một trong những vị thần nổi tiếng của Ai Cập, vị thần Ra đã để lại và bây giờ đột nhiên biến mất. Và trên hành trình đó điều gì sẽ xảy ra và câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào, những nhân vật mới nào xuất hiện, mời các bạn đón xem nhé. Và đặc biệt với ngày xưa 35 thì nhà kịch Tiến Cáp xin giới thiệu bạn rất nhiều những gương mặt, những diễn viên trẻ mà mới lần đầu tiên xuất hiện trong ngày xưa. Và hy vọng là với sức trẻ của các bạn thì chúng ta sẽ có một cái hình ảnh mới rất là vui nhộn. Và chúng tôi hy vọng là quý vị khán giả sẽ đến rạp và đón xem cùng với ngày xưa thứ 35 và chính thức ra mắt vào nhân dịp lễ 30 tháng 4. Một cái thời gian cũng khá là gấp rút để tất cả chúng ta chuẩn bị cho mọi người yên tâm, với toàn bộ mọi thứ đã sẵn sàng. Tất cả anh em chúng tôi cũng đều như vậy, đang rất sẵn sàng. Có nhiều người hỏi là tại sao ngày xưa 35 lần này Quang Thảo lại viết kịch bản về cái cuộc phiêu lưu của thuyền trưởng Sinbad. Thì mọi người cũng biết là ở ngày xưa 33, sau một thời gian mà ngày xưa ngưng cũng khá lâu thì trở lại với tác phẩm là cuộc phiêu lưu của thuyền trưởng Sinbad đại chiến nàng tiên cá, thì bản thân tất cả mọi người trong ekip đều không ngờ rằng là cái sự thành công nó quá lớn đến như vậy, với cái suất diễn lên đến gần 60 suất, Quang Thảo nhớ không lầm là khoảng 55-57 suất gì đó. Và sự ủng hộ của khán giả về cái cuộc phiêu lưu của thuyền trưởng Sinbad quá lớn. Và sau đó thì khi đến ngày xưa 34 thì chúng tôi làm là Bảy Chim Thiên Nga. Khi 35 này thì anh Quỳnh Anh Tuấn mới đặt vấn đề cho Quang Thảo, thì Quang Thảo có gợi ý là nói rằng là hay là mình tiếp tục mình làm Sinbad, vì mình thấy rằng là khán giả ủng hộ câu chuyện này, và cái lửa của cái Sinbad 33 nó vẫn chưa có nguôi, thì mình gọi là thừa thắng xông lên. Nhưng mà không vì thế mà chúng ta nghe là Sinbad này có nghĩa là tập 2, có nghĩa là nó sẽ tiếp tục cái câu chuyện đó, hoặc là nó sẽ giống, hay là nó sẽ có cái gì đó nó trùng lập, thì hoàn toàn không. Đây là một cái cuộc phiêu lưu mới hoàn toàn của thuyền trưởng Sinbad đi đến cái xứ sở Ai Cập, và cái câu chuyện cũng khác hoàn toàn. Và cái điều này là cái điều thuận lợi, đó là sự ủng hộ của khán giả, nhưng nó cũng là một cái áp lực lớn về mặt tác giả, rằng là làm sao để cái tác phẩm sau, nếu như nó không hay hơn tác phẩm trước thì nó cũng phải ngang bằng, để không tạo nên cái sự thất vọng cho khán giả khi xem cái Sinbad lần này, đó là huyền thoại mắt thần. Đây là cái áp lực rất lớn khi Quang Thảo viết kịch bản này, trăn trở rất nhiều. Và Quang Thảo xin chia sẻ một cái điều này là trong quá trình viết có những lúc Quang Thảo cũng muốn dừng lại, vì rõ ràng là cái câu chuyện của Sinbad nó quá khó. Nếu như chúng ta làm phim ấy, chúng ta dễ tải lắm, bởi vì chúng ta có cái hình ảnh của điện ảnh nó hỗ trợ. Nhưng ở sân khấu làm sao để tải một cái câu chuyện lên đên trên biển, rồi đi qua nhiều vùng đất, đi qua nhiều cái thân phận con người, mà gói gọn chỉ có 2 tiếng mấy đồng hồ trên sân khấu, thì đây là một cái rất khó để mà trình bày bằng một cái kịch bản văn học. Vì Quang Thảo cân nhắc rất nhiều, thì sau có một cái điều trùng hợp mà Quang Thảo đăng ở trên Facebook của mình, không phải là đùa không thôi, đó là cái số 35. Thì Quang Thảo cũng bật mí luôn là ngày xưa lần thứ 35 thì Quang Thảo lại viết đúng trong 35 ngày. Khi mà cộng lại hết từ cái ngày mà chấp bút cho đến cái ngày mà giao kịch bản cho IDCAP, thì Quang Thảo mới giật mình là đúng 35 ngày. Đó là hai cái số 35. Rồi Quang Thảo mới thử ngồi, Quang Thảo đếm cái số lượng mà diễn viên ở trong cái kịch bản này, trừ những cái bạn múa ra thì nó cũng trên dưới 35, nó khoảng 35 người. Đó, và Quang Thảo còn biết dài số 35 nữa, nhưng Quang Thảo sẽ không nói bây giờ để cho khán giả bất ngờ. Có nghĩa là lần này có ít nhất là 5 con số 35 trùng hợp nhau. Quang Thảo hy vọng rằng đây sẽ là sự trùng hợp vừa là thú vì mà vừa cũng là cái sự may mắn gì đó. Bởi vì người ta nói là 3 cộng 5 là 8 mà. Thì ra là mình hy vọng là nó sẽ thành công rực rỡ, và biết đâu
mình sẽ được khán giả ủng hộ thương yêu giống như là Ngày Sửa Ngày Xưa 33 của CMS. Và nói trước thì bước không qua, nhưng Quang Thảo hy vọng là Ngày Sửa Ngày Xưa 35 lần này với sự trở lại của CMS sẽ được sự ủng hộ của khán giả. Và nếu như lần này mà vẫn thành công và vẫn tiếp tục được sự ủng hộ thì biết đâu chúng ta sẽ có những cuộc phiêu lưu khác của CMS trong tương lai. Nhưng mà xin nói với quý vị khán giả yên tâm rằng câu chuyện lần này hoàn toàn khác. Nó sẽ bước ra một thế giới hoàn toàn khác, và chắc chắn sự hấp dẫn, sự bất ngờ của nó cũng không thua gì CMS Đại Chiến Nặng Thiên Cá đâu. Rất mong mọi người ủng hộ. Rồi, ở trong đây kỳ này, Toàn sẽ không có làm bục bệ kéo ngang bình thường, mà tôi sẽ có những cái mô hình riêng để lắp ráp, và khi nào tới cảnh nào thì Toàn sẽ lắp mô hình để các bạn biết là mình sẽ chạy ở trên cái cảnh như thế nào để di chuyển ha. Rồi, bây giờ tới phần dai. Tôi vẫn là dai xinh đẹp. Có dây dạ vẫn số 1, tôi vẫn là xinh đẹp. Dạ xinh đẹp là những cái vai cũ nó nằm đi là xinh đẹp. Xinh đẹp là má tôi, là đúng là định để người khác, nhưng mà vì anh Long là nghệ sĩ ưu tú cho nên tôi mời anh Long làm má tôi. Ủa đổi ra bà bếp hả? Không, là má anh đó, là bà bếp đó. Rồi xin mấy vẫn là Đông Hải em ha. Thì năm nay mình có Hòa Hiệp nữa là xin bắp. Thì Hiệp hôm nay xin đi quay, Hiệp xin bận. Rồi nữ thần khổng lồ là chị Hồng Ánh. Rồi nữ thần sông Niên là chị Thủy. Chị Thủy, nữ thần sông Niên là giống như là bà cố. Chính xác, chị Thủy là vợ của thần Ra, là một cái thần lớn nhất của Ai Cập. Vua Tia Nắng là anh Quang Thảo. Hoàng hậu Ánh Trăng là chị Hoàng Trinh. Công chúa Mây là chị Mỹ Duyên nha, chị Mỹ Duyên công chúa Trường Tồn luôn. Thầy Tư Tế thầy Tư Tế là anh Đại Nghĩa. Rắn Chuông là Thịnh hôm nay xinh rắn ha. Bò Cạp là Quốc Tuấn. Bọ Hung là Trịnh Minh Dũng. Viên Vàng Đả Nữ 1245 sẽ là chị Tuyền Mập, Trà Ngọc Thiên Trang, Mai Phượng Việt Trang. Chim Ưng là Cẩm Hò. Ông Quang Hề là Tâm Anh. Còn anh Bảo Cường là nhân vật của ước mơ. Ở đây em có ở đây mình có thần Ra nữa, nhưng mà thần Ra sẽ làm một cách anh xử lý bằng voice off. Bây giờ mình sẽ thành bản. Lần này chúng ta làm lại một lần nữa cuộc phiêu lưu của thuyền trưởng CBS, nhưng mà nó là một cái câu chuyện khác. Ở đây sẽ có một nhóm đã nữ, là thật ra trong kịch bản anh Bần đang có duy có ba thôi, nhưng mà thật ra khi anh Bần làm thì anh Bần mời luôn Ngọc và chị Tuyền Mạc, bé Trang, hai bé Trang luôn để mình làm năm. Tại vì các bạn biết là cái mong muốn của chúng ta là anh em nào cũng có vai, thì vấn đề ở đây nó không phải là vai lớn vai nhỏ nữa, mà nó là cái việc mình cùng góp mặt và mình cùng làm và mình phá vai để cho tất cả anh em đều vui vẻ, để cho mình cùng nhau tham gia. Và chúng tôi cũng muốn giới thiệu với khán giả một lần diễn mới của Xuân Sương nữa, thì để các bạn đi vào cùng với chúng tôi. Trước hết là cảm ơn mọi người tham gia, và mong là mọi người sắp xếp giữ theo lịch mọi thứ. Khi mình làm ngày nào nó sẽ chạy đúng ngày đó, nó không có biện lợi thì là nó không làm kế hoạch tất cả mọi thứ có. Cho tới hiện giờ thì mình đã có làm cảnh rồi, tôi đã có bản bài nhạc đầu tiên. Tuy nhiên nó vẫn là bài demo để tôi làm, cho nên các bạn cứ yên tâm về những các bạn công việc. Các bạn chỉ là diễn phá vai cho hay và diễn ngay, rồi mọi thứ về tạo hình ta cũng sẽ đặt cho các bạn hết, những thứ là làm hết đâu đó vô ha. Công chúa đã biết được điều gì rồi sao? Okay, guys.
chế, còn nó biết như thế là xin đét, hiểu không? Mày hiểu không? Thôi đi. Rõ quá. Có bộ hôn kia. Nhìn mấy đẹp trai quá trời luôn. Tao có gương mặt thì gớm với ngươi vậy. Nãy giờ tao mới có thoại đó. Cảm ơn tao đi, chờ tao đó. Không nha, chừng gì anh sẽ phá lên rồi đó. Chính con bộ hôn đã... Không, chính con bộ hôn đã biến ra thành bộ hôn. Tao là xin mấy. Mày nói không nhỏ chính con bò hung nó tính cho anh ta thành bò hung á, ta là chính máy. Anh cũng kêu rồi đó, nói lại cho anh trên cái này á, phải đi một anh đang đi nó gặp bài hát, dạ, rồi bài hát có hay ở đâu, và anh vẫn thổi cái tay kia lại, nói lại một chuyện là bài này đọc muối nha, rồi bò cạp. Bò cạp kia, bò cạp. Bò cạp kia, hãy trả lại gương mặt của Sinbad nam thần cho ta. Ha, ngươi vẫn là bò cạp, ta vẫn là nam thần Sinbad. Tôi vô miếng nước, còn chắc bao nhiêu miếng nước vậy? Mọi người đây chờ, tôi sẽ đi tìm nước. À, là thấy là cái bình đã làm đấy. Là một cái bình, chắc chắn có nước rồi. Khoan, cái bình lạ quá. Để tôi nghiên cứu xem có phải đây là nước không đã. Chúng tôi vô tội đấy. Dạ, chúng tôi vô tội. Trời ơi, mọi chuyện không phải như vậy đâu. Chết sai rồi. Ông vô cho em coi. Dạ, không nói nhiều, giải đi. Tức là cái này là ra là tung một cái lưới ra để bắt tụi em hết luôn. Vâng, lên cái này là cái mà thay đổi phản ảnh là tiền lệ quá. Thì cái đó là chuyển cảnh thay đồ. Nghe đó. Tại chỗ anh vô dạng thay đồ. Anh nhớ cái chuyện chuyển cảnh là một cái chuyện khác. Rồi để qua nhà bốn ta có chuyện này lồ lại. Tại vì không thể đi nhầm của đội Tibet vô của đội Tibet vô. Nên là không rồi, thì đội này cũng như là đâu có mặt chầm của đội Tibet chưa được. Ta mặc vậy thì không. Ta luôn bị mọi người kìa. Cái này là bạn nhà đen nói nha, anh nói nha. Cái này là bạn nhà đen, bạn tên là bạn Phúc Đồ. Chứ không phải là bạn Phúc Đồ nha. Phải là Phạm Thị Phúc Đồ. Sao? Luôn bị mọi người kìa. Nhưng mà cái tâm mình không đồ ta. Không, thầy tư tế nếu ông thật sự là thầy tư tế thì ông phải hiểu và tôn trọng lời phát truyền chứ thầy ông là phù thủy. Công chúa mày, con dám kết nối với các vị thần tối cao để xử tội tên xin bé xấu xa. Xử tội xin bé xấu xa. Vô dối trá Vô dối trá Vô dối trá Người mới là cái xấu xa. Có không? Một tên phụ quỷ xấu. Trước khi nói về cái vai diễn lần này của Đại Nghĩa trong chương trình Ngày xưa 35 thì tôi cần phải nói về một cái chuyện mà tôi cảm thấy ấm ức, uất ức, nghẹn ngào luôn. Đó là trong cái ngày hôm nay là cái ngày mà ra mắt vở của Ngày xưa 35, tên gọi là Cuộc phiêu lưu của thuyền trưởng Sinbad, huyền thoại mắt thần. Thì ban đầu với cái bản phân vai gửi qua tin nhắn cho các diễn viên thì tôi thấy rõ ràng rằng để tên tôi Đại Nghĩa trong vai công chúa tóc mây thì mình cũng nghĩ là chắc lần này là mình sẽ được đóng vai công chúa sau bao nhiêu cái lời đề nghị từ các bạn khán giả nhí. Các bạn cũng đã có những cái lời gợi ý cho tác giả và đạo diễn, hãy để cho anh Đại Nghĩa lần này thử đóng vai công chúa xem sao. Và mình tưởng rằng tác giả và đạo diễn cũng đáp lại cái lời yêu cầu đó của mọi người và cho mình được đóng vai công chúa. Và cái bản phân vai đó được công bố rộng rãi trên khỏi mạng luôn. Nhưng khi lên đến nơi, nhận kịch bản trong tay, lật ra thì mình mới biết đó là một cú lừa. Nghĩa không phải đóng vai công chúa tóc mây. Mặc dù Nghĩa đã chuẩn bị sẵn bộ tóc sẵn luôn rồi, đi chợ mua một bộ tóc dài tới đầu gối để chuẩn bị cho cái vai công chúa lần này của mình. Nhưng mà khi lên nơi đọc lại, thấy mình được phân vai thầy tư tế. Cho nên đây là một cái điều mà tôi cảm thấy ấm ức. Là bởi vì tôi cảm giác là mình bị lừa gạt. Mình bị cho một cái gọi là cái bánh vẽ. Một cái điều mà mình cứ tưởng rằng lần này là mình sẽ đổi khác. Nhưng không, cuối cùng vẫn bị đưa vào một cái vai phản diện. Đó là vai thầy tư tế. Đó là cái điều đầu tiên tôi muốn nói. Cái điều thứ hai thì bây giờ đạo diễn phân vai rồi, mình phải nhận thôi. Chứ không lẽ giờ mình phản ứng gì nữa. Thì sau khi đọc kịch bản xong thì mới thấy đây là một cái vai, nó là một cái vai phản diện ở cái tuyến đối nghịch lại với vai thuyền trưởng Sinbad. Một cái vai mà có rất là nhiều mưu mô,
gọi là mưu ma trước quỷ, rồi cũng như là những cái phép thuật biến hình đủ thứ hết. Cho nên đây là một cái bài nó cũng sẽ rất là hấp dẫn, nó cũng đi xuyên suốt từ đầu đến đuôi ở một cái phe đối nghịch với cái phe của thuyền trưởng Sinbad. Và cái câu chuyện lần này là một câu chuyện về xứ sở Ai Cập xưa, cho nên là cái màu sắc của vở diễn chắc chắn nó cũng sẽ rất là đẹp mắt, nó sẽ rất là hoành tráng lệ, nó sẽ rất là lung linh, đặc biệt với những cái màn kỹ xảo hóa thân biến hình sẽ mang lại những cái giây phút hồi hộp bất ngờ ú hòa lên cho tất cả quý vị khán giả khi xem cái vở diễn lần này. Và đây là một cái vở diễn mà Nghĩa cũng đã trông chờ cũng rất là lâu, là bởi vì Nghĩa đã không tham gia chương trình ngày xưa cũng khoảng chắc cũng cỡ 4-5 số gì rồi. Cũng khoảng 5 số đó, cho nên là lần quay trở lại này mình rất là háo hức, mình rất là nôn nóng để mình được lên sàn để mà tập cùng với tất cả các bạn, để có thể mang đến một cái vở diễn hay nhất, hấp dẫn nhất cho tất cả các bạn nhỏ vào cuối tháng 4 này. Và mong rằng tất cả các bạn nhỏ sẽ ủng hộ cho vở diễn lần này, Cuộc Phiêu Lưu của Thuyền Trưởng Sinbad Huyền Thoại Mắt Thần nha. Xem coi là Cuộc Phiêu Lưu lần này Sinbad sẽ đi đến đâu, rồi sẽ có những cái sự kiện gì diễn ra trong những cái chuyến hành trình, chuyến phiêu lưu đó chắc chắn sẽ vô cùng hấp dẫn. Và các bạn cũng đừng quên ngày mở bán vé nha. Mở bán vé chính thức vào ngày 3 tháng 4 năm 2024.